Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi em lên con đầu tiên nha cả nhà. Một em đồng hồ của Ý nha, Savastomara. Đó. Khóa bấm, thép đúc. Nè, Savastomara Italy. Của Ý nha. Bấm giờ thể thao nha cả nhà. Khóa rin, nấm rin, khóa rin. Để em đo size nha. Size là 42, chưa nấm nha. Đó, dây nè. Rất là đẹp luôn. Bấm giờ thể thao nha cả nhà. Nè, kim thể thao nè. Mặt hai lòng. Đây nãy giờ nào quay kỹ nè, Savastomara nè, nó đẹp leng keng luôn, thép đúc nha cả nhà. Dây 19 luôn nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, 1.380.000 nha cả nhà. Đây. 1.380.000 nha. Đó, dây thép đúc sáng bóng lưỡng luôn. Bấm giờ nè, trở về nè. Ở đây này là 24 giờ xác định ngày và đêm nè cả nhà. Để em quay về 12 giờ nha. Đó, cho nó đúng chính xác. Hiện tại là 12 giờ trưa nha cả nhà. Rồi, em qua một con khác nha. Lên tiếp một con Seiko. Rất đẹp luôn. Con này em đang bán là 1.280.000 nha. Seiko dáng tăng. Kính mo. Size 37, 365 nè, chưa nấm nha. Nếu mà đo cả nấm luôn 393 nè cả nhà. 394 luôn á. Dây nè. Mặt là caro đen và xanh. Đó, chạy cơ chế 6 kim. Bấm giờ thể thao. Dây nè. Wired nè, của Seiko nha cả nhà. Dừng nè, reset nè. Đó, rất là đẹp luôn. 1.280.000 luôn nha cả nhà. Dây đủ tay 18 nha. Lên tiếp một em Seiko mặt xám, hồi nãy em có quay rồi. Mặt xám, mặt hai lòng luôn. Bấm giờ thể thao nha. Dây nè. Dây bao dài luôn, size tầm 42 năm, chưa nấm nha. Seiko này. Đó, 1.080.000 nha cả nhà. Đây. Một em cực phẩm. Citizen pin năng lượng radio control nha. Mặt xanh và dạ quang xanh dương nha cả nhà. 980 bao ship nha. Kim thì xanh lá, còn số học trò xanh dương. Cực cực độc luôn. Hàng này là bao hiếm luôn nha cả nhà, size tầm 37 năm. Chưa nấm, cả nấm là 40. 980 luôn nha. Đó, cả nhà cũng thấy rồi. Mặt xanh. Dạo quang học trò thì xanh dương. Ba kim thì xanh lá. Đó, pin năng lượng nữa. GN4S nè của Citizen nha. Còn rất là đẹp nha, dây thì dài rồi. Dây bao dài luôn, cỡ 20 đổ về nha cả nhà. Đây, lên tiếp một em đồng hồ Casio Multiband 6, 980 bao ship nha. Hàng con này đặc biệt nha, em lên dây thép đúc.
lên dây thép đúc này. Rất là xịn luôn, cực kỳ ôm tay, size 40 chưa nấm, còn nguyên mắt dây, còn nguyên ấy luôn, nguyên thu vít luôn. Đó. Đây cả nhà, dạ quang học trò, pin năng lượng, đèn, chuông, pin khỏe. Đó. Rất là độc luôn. Hai khóa. Rồi, lên tiếp một con đồng hồ, con này cực kỳ đặc biệt luôn, đẳng cấp Silen. Đó, niền niền đen viền á cả nhà, viền ngoài sơn tĩnh điện hay sao, rất là đẹp luôn nha. Con này rất là đẹp luôn, như mới luôn á. Dây nè, dây thép đúc em gắn vô. Silen là chuyên về dòng lặn nha cả nhà. Đó, dạ quang nè, cực kỳ đỉnh luôn, size ngang 39, dòng lặn 20 200 m, nấm nè, nấm rin lấy nè. Con này hàng xịn sò nha, hàng cao cấp nha, Sun Plan nè. Đó, dạ quang thì đỉnh luôn, nấm ngược. Đó, em bán 1 triệu ba 80 ngàn luôn nha cả nhà. Dây em nêu em gắn mới luôn nha. Đó, dạ quang thì đỉnh của đỉnh luôn, trời ơi quá trời sáng. Rồi lên tiếp dòng Mỹ đi. Đó, một em United States US đó cả nhà, của Mỹ nha, US nè, 580 bao ship nha, size đo ngang là 36 chưa núng, càng là 44. Đây dạ quang của nó đây. Đó. Mặt xanh. Xung quanh thì đen, đó rất là độc luôn, 580 bao ship nha, dây nè. Của Mỹ nha cả nhà. Rồi. Có con này bán vui, 380 bao ship nha, Casio. Đó. Đầy đủ chức năng luôn nha. Đèn xanh nè. Dây rút nha. Còn con này thì đẹp hơn nè, 680 bao ship nha. Đó, vỏ trong suốt. Con này là bản đặc biệt luôn nha cả nhà. Sản xuất tại Hàn Quốc. Có hình con chim hay hình máy bay vậy. Size đo ngang là như là 35. 35 càng là 49. Đó, dây nè. 680 bao ship nha. Một em test nó switch. Bán vui luôn, 780 bao ship nha. Niềng xoay. Có giờ quen. Size là 40 chưa núng nha, thép đúc nha. 780 bao ship nha cả nhà. Rồi, em lên một con này mới ghê nè. Casio G-Shock phiên bản 7 kim, pin năng lượng nha. Nè, đáy nè, đáy xoáy nè, sản xuất tại Nhật nha, hàng hàng rất hiếm và rất khủng luôn nha. GEZ. Đó. Bán 850 bao ship nha. Mặt hai lồng, pin năng lượng, có báo thức nè cả nhà. Đây. Đó cả nhà thấy chưa không? Bấm giờ thể thao 7 kim nha, Casio G-Shock 7 kim rất là hiếm luôn nha cả nhà. 850 bao ship nha. Nè. Đang bấm giờ thể thao nè, dừng nè. Reset nè, đó. Rất đẹp luôn. Size 48. Thường sản xuất tại Nhật là hàng cổ nha cả nhà. Đó, khung khép GZ, Casio G-Shock GZ, GEZ nè. Đó. 850 bao ship nha. Thì em cũng có một con này 880 bao ship nha. 7 kim Casio Weightstepper,
Footiband 6 đo ngang như 43 435 hả trời, 435 pin năng lượng nha, có cơ chế cũng 7 kim luôn. Đó, chạy ngược nè cả nhà, kim chạy ngược về luôn nè, đếm ngược, có bấm giờ thể thao, có báo thức lịch vạn niên luôn nha, mà cái này em chưa chỉnh nha. Đó, còn rất là đẹp luôn, chưa chỉnh luôn. Đó, dừng nè, reset nè, reset nè. Đó, em chưa reset kim nha. Rồi em có ba con Casio G-Shock hai máy nha. Đâu rồi, hai máy. Đó, đèn tự động, con này thì dây dù quân đội 680 bao ship nha, hai con này thì dây cao su nha, có đèn tự động luôn nha cả nhà, cũng y chang nhau cùng mã thôi, size tầm 43 nghe chưa núm, nếu đo ngang là 46. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng, có đèn tự động luôn. Con này giá mới đang bán ngoài thị trường là 3 triệu hơn nha, con này là đời mới nha cả nhà. Đó, ba con 680 bao ship nha. Rồi con này cũng ghê lắm nè cả nhà, Casio G-Shock khung khép nha, em bán 630 bao ship nha, bản đặc biệt luôn nha cả nhà. Đây, đáy xoáy luôn, Casio G-Shock sản xuất tại Nhật, đáy xoáy luôn là rất là hiếm nha, khung bằng thép nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn, 630 bao ship nha. Rồi thôi, em cơ về tiếp đồng hồ thông minh nha cả nhà. Đó, 330 bao ship nguyên hộp luôn. Đó, đây. Đó, niêu nguyên hộp luôn nha cả nhà. Size ngang 39 trên là 45. Đó, vừa cảm ứng vừa có nút vật lý đo nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu, nhắc nhở luyện tập thể thao này kia luôn nha. Có nghe gọi Bluetooth luôn. Đây. À, đó, rất là nhanh mượt luôn, có 330 bao ship nha cả nhà, có điện tâm đồ này kia, thời tiết đó, rất là nhiều chức năng nha, có nhiều đó, giao diện nha, có tiếng Anh, có tiếng Việt luôn nha cả nhà. Rồi đầy đủ chức năng nha, nguyên hộp luôn, mới 100% luôn, 330 bao ship nha. Rồi em về lại nhiều máy cạo râu 4 đầu luôn nha cả nhà, có 230 nguyên hộp luôn. Rồi, đó, này là cạo râu nha, còn này massage mặt nè cả nhà, massage mặt nha, mình thay đầu dễ lắm nha cả nhà, rút ra luôn, có tỉa lông mũi luôn nha cả nhà. Tỉa lông mũi luôn, cổ này là tông đơ để cắt tóc nha, tỉa tóc, cạo lông tai, lông chân, lông nách gì luôn, lông mờ luôn. Đó, rất là tiện, có 230 nguyên hộp free ship luôn, mới 100% nha, rất dễ vệ sinh luôn nha. Nè, đó, rồi em xin hết nha cả nhà, còn nhiều đồng hồ khác nhưng mà em quay chưa kịp nha. Rồi,